Kính chào toàn thể quý vị và các bác. Hôm nay em về một ít hàng, giới thiệu luôn với toàn thể các bác. Và báo giá thì có cái báo giá và có giá cái là không báo giá đâu nhá. Lâu lắm rồi mới nên clip để review với toàn thể các bác. Bây giờ em tập trung vào nghiên cứu và phát triển cũng như là sản xuất các cái mẫu loa phun rang bát từ siêu nhỏ đến siêu lớn. Đầu tiên thì em giới thiệu các bác từ phân khúc phổ thông, đó chính là bát súp của công ty Phúc Thịnh. Bát súp của công ty Phúc Thịnh, đây là một kiện em đã bóc sẵn ra và khớp thử với thùng, đánh khá là ok. Còn nguyên đai nguyên kiện thì nó ở đây. Con này có phụ model đó là 1530B của công ty Phúc Thịnh, Phúc Thịnh Ltd. Hôm trước có gặp một anh nhân viên của công ty, gạ bán là anh có bán cái áo không? Thì anh bảo là 1 triệu em có mua không? Thế em chịu. Nói vui thế thôi. Tiếp theo, đây là xong cái bát rồi nha. Xong cái bát này thì bát này là có giá hơn 2 triệu một đôi. Xong rồi thì bỏ ra đây. Bây giờ em sẽ review đến cái loa khác. Cái này có bán 1 chiếc thì nó vào hơn 1 triệu một chiếc. Cụ thể thì bao nhiêu em sẽ báo giá sau. Tiếp theo là đến cái mẫu bát 40. Hàng chất nhá, hàng tương đối chất thôi, không phải chất lượng cao lắm. Con này thì giá là trên 3 triệu, cụ thể bao nhiêu thì liên hệ trực tiếp với em. Khung xương của BNC. Khung xương của BNC. Màng thì lại của dòng JB. Được chưa? Và nam châm thì nó lại pha một tí của RCF và một tí của các dòng khác. Nhưng mà neo thì lại của Antin Sound. Mấy hôm nay là thay thời tiết, nó thay gió đổi trời thì là giọng của em nó bị đục, không sáng như mấy hôm trước. Đấy. Xong nhá. Tiếp theo nữa là cái dòng nó cao cấp hơn. Cao cấp hơn con này một tí, nhưng mà thật ra là cao cấp hơn rất là nhiều. Đó là dòng Hewell. Hewell này thì cũng rất là đắt. Nó vào hơn 4 triệu một đôi. Cụ thể bao nhiêu thì hệ trực tiếp, được không ạ? Đây, Hewell. Con này có mã là 15NDF75M1. Con này sử dụng là cấu hình củ loa neodymium, neo cục nha, gọi là neo khối cũng được. Đấy. Cọc nhấn này. Công suất của loa này là 450W. Công suất khởi chạy, công suất chương trình là 900W. Công suất tối đa có thể chịu được là 1800W. Củ loa 15 inch, côn 75, không phải là 76 đâu, 75. Gân 3 gân, vải tấm dầu, màng không chống nước. Được chưa? Dòng Hewell thì nhập khẩu chính hãng rồi, yên tâm đi. Đấy. Hơn 4 triệu bao nhiêu thì liên hệ trực tiếp, em sẽ báo giá chi tiết nhé. Em chỉ báo qua thôi. Tiếp theo nữa thì bây giờ xin mời anh đồng nghiệp. Đấy, anh đồng nghiệp Vui Tính. Anh sẽ unbox hộ cái kiện hàng này ra. Và cũng tiện đây thì chia sẻ luôn với các bác này. Em chơi rất thân với tổng giám đốc công ty PIF này, nên là các bác cũng hoàn toàn yên tâm. Giá của em thì đảm bảo sẽ đắt hơn của bên tổng giám đốc công ty PIF 50. Thì em mua bên nào cũng được. Mua bên em thì em qua cầu thì em phải lấy chênh lệch hơn 50.000 một đôi so với giá bên khác. Hoặc là bên em sẽ báo giá cao hẳn lên, nhưng bao ship. Còn các bác trừ cái chi phí ship đi thì cũng bằng cái 50 nẻ chênh lệch đấy. PIF này có mã là JW157526. 157526. Được chưa? Bát 15 inch, côn 75. Đấy, còn 26 thì không biết đâu. Con này là gân 2 gân, màng vải không có tẩm dầu nhưng lại chống nước. Đấy, không tẩm dầu nhưng có chống nước thế mới tải. Đây, khung xương này thì thôi không kể nữa nhá. Mấy hôm nay ốm cái nhỉ? Thay đổi thời tiết cái là dính đòn ngay. Công suất khởi chạy RMS là 400W. Công suất chương trình là 800W. Ghi đây mắc luôn nhé. Mắc luôn là 800W. Nhưng thật ra nó tối đa nó tận 1600W nó mới cháy được. Đấy. Được chưa? Củ loa 40. Gọi là 40 thôi, nhưng thật ra là 15 inch. Nam châm dày 2,2-2,4cm gì đấy, tầm ấy. Đấy. Con này thì có giá đâu đó nó vào trên 2 triệu một đôi. Cụ thể bao nhiêu thì liên hệ trực tiếp, em sẽ báo giá và bao ship cho các bác.
PIF nhá, đúng chính hãng luôn. Và cái mã hàng tiếp theo em cũng xin giới thiệu luôn với toàn thể các bác, đó là củ 8 inch của PIF. Xin mời anh đồng nghiệp. Anh đồng nghiệp này đang trong thời kỳ là ế vợ nhá. Anh em nào mà có các bác nào có người nhà mà muốn làm gì đấy thì tùy nhá. Cái củ này là củ gọi là củ bát 20, nó là 8 inch. PIF 8 inch. Sắp tới em sẽ nhập nốt vài cái mã còn lại của PIF, có bao nhiêu mã lấy hết. Cái con này thì có mã là JW80501 8 inch. Côn 50, còn một đây là chắc là đời đầu ấy. Đời sau là sẽ là 80502 gì đấy, ví dụ thế. Đấy. Con này nam châm có điều chiều dày là 2,2 hay là 2,4 cm gì đấy. Nó khoảng tầm đó. Đây là củ 20, củ PIF hay là gọi là củ 8 inch. Đấy, nhìn cái khung xương này. Con này thì có giá là trên 1 triệu một đôi. Cụ thể bao nhiêu thì liên hệ trực tiếp thì em sẽ báo giá chi tiết, được chưa? Đấy. 8 inch này, voi côn 50mm, một chắc là đời đầu ấy. Đời sau thì nó sẽ có là đuôi số thay số 1 bằng số 2, số 3, số 5, số 8 gì đấy. Con này có công suất khởi chạy là vào 100W, chương trình là 200W và tối đa là 400W, peak 400 đến 450W. Độ nhạy 94 dB. Yên tâm nhá, 94 dB. Còn ví dụ con này thì là 96 dB. Con Hewell kia là 97 dB. Đấy. Cái con Neo này cũng là 97 dB. Và có một cái dòng rất đặc biệt nữa, tí nữa em sẽ giới thiệu, độ nhạy rất cao, 100,6 dB. Được chưa? Ok. Tiếp theo thì em xin giới thiệu với toàn thể các bác củ HF B338. Củ Nortex B3. Đấy, khung xương thì là của B3 rồi. Con này củ xoáy. Côn dây dẹt. Được chưa? Côn dây dẹt. Chất xịn. Không chê được. Đặt. À không, nhớ là dây dẹt hay dây tròn. Thôi, xin phép các bác là lúc nào rảnh rỗi em tháo sau. Bây giờ không tháo đâu. B3, côn 38. Cổ này hiện tại bên em đang bán là 700.000 một đôi bao ship. Nói luôn nhé, 700 một đôi bao ship. Và tiếng rất hay. Cam kết các bác tiếng hay không hay giá lại hàng. Nói nhiều làm gì, đúng không ạ? Cam kết các bác là tiếng hay không hay là giá lại hàng. Trả lại luôn. Nắp thử không hay, trả lại luôn. Và bây giờ lại đến cái phần cuối cùng. Đấy, xin tiếp tục mời anh đồng nghiệp vui tính bóc hộ cái kiện hàng cuối cùng trước khi cái video kết thúc. Đó là kiện hàng đến từ công ty Hewell. Nguyên đai nguyên kiện nhé. Ông nào bảo neo ngựa ở đây không có đâu nhé. Em nói thẳng luôn. Bán hàng nó nói thật, không phải là có hàng phải đặt tên em không thích kiểu ấy. Đây là củ Hewell côn 100. Đấy, củ Hewell côn 100, củ neo luôn, hai tầng côn, ultra high end cao cấp. Con này thì cực kỳ hay, nó chuyên dùng cho các dòng như là hỏa tiễn hoặc phun ram. Đấy, đây là cái mã sản phẩm này, 15 NDF100C1, Impact 8 ohm, công suất khởi chạy 750W, công suất chương trình 1400W, công suất tối đa 3000W. Ghê gớm chưa? Đấy. Ok, đẩy ổ cái này vào đi. Đấy, các bác chờ một chút. Đây là củ rất to, rất khủng bố, rất hoành tráng và cũng rất đắt tiền. Củ này có mức giá là gần 6 triệu trên một đôi. Xít nữa thì 6 triệu, còn bao nhiêu thì liên hệ trực tiếp. Em sẽ báo giá chi tiết cho các bác. Gọi điện là sẽ biết giá. Giá của em chênh lệch với các đơn vị, các cửa hàng khác không quá 150.000. Nhưng bao ship cho các bác, được chưa? Đây là cũ nhá. Bây giờ vẫn có khách gọi. Tầm này nó đang ốm rồi. Đây là cũ Hewell côn 100. Gân hay gân, màng vải tẩm dầu. Màng tẩm dầu, vải tẩm dầu. Nắp chắn bụi cũng tẩm dầu luôn. Chống nước. Đặt chuẩn IP68 nếu có bác đổ nước vào đây. Đấy. Côn 100, hai tầng côn, đua với côn. Sử dụng cái khung xương đặc thù và độc quyền của cái dòng Hewell. Đấy. Côn 100 luôn.
côn con này theo em được biết khả năng cao nó là côn dây dẹt. Đúng rồi, con này côn dây dẹt. Độ nhạy là 100,06 dB. Ghê gớm chưa? Đấy. Gần 6 triệu một đôi bát thôi nhá. Hôm nay là lấy một ít hàng về để review cũng như là lên đơn cho các bác. Các bác nào đặt đơn gì thì sắp có rồi nhá. Trong những clip lần sau nữa em sẽ báo giá cho các bác một số dòng củ neo, củ chép rất cao cấp. Video này đến đây là tạm thời kết thúc. Còn các bác nào thích cái gì nữa thì cứ từ từ, tầm 1 tuần đến 2 tuần nữa em sẽ báo giá và giới thiệu cho các bác đầy đủ. Nói chung là hôm nay nó khá nhiều. Bên em thì từ trước giờ vẫn nhận đơn nhá. Rồi các bác nào làm hỏa tiễn hay là sở lại phân tần thì liên hệ trực tiếp với em, vẫn có đều, vẫn có đầy đủ. Thì đây em tiện đây em quay lại cho các bác cái đây là cái hộp bìa của con New Rotor. Con này có mã là con này có mã nó nằm đâu đây này. 8ND 680. Tức là loa 8 inch nhưng côn hình như có 38 hay côn 40 hay 45 gì. Đây là cái côn cái củ loa New Rotor. Là giờ. Côn 51. Con này côn 51. Nhưng mà độ nhạy nó chỉ ngang với con kia thôi, nhưng con này được cái là tiếng nó đẹp hơn, hay hơn. Và con này thì giờ thì không có nữa đâu. Có nó cũng đắt lắm. Bởi vì cái công ty Phúc Thịnh này này, đơn vị chủ quản cung cấp cái dòng NR độc quyền tại Việt Nam. Bên họ nói luôn là lấy số lượng 10 đôi nó khác, số lượng 100 đôi nó khác, số lượng 1000 đôi nó khác. Số lượng 1 đôi thì nếu như đến tận công ty lấy 1 đôi không có giá là 2,8 triệu giao thợ hay là giao khách lẻ thì thôi. Còn nếu 10 đôi thì giá nó khác hoàn toàn. Các bác lấy 20 đôi đã khác với giá 10 đôi rất nhiều rồi. Các bác lấy 50 đôi khác với giá 10 đôi, ui dồi nhiều nữa. Còn các bác lấy 10 đôi so với 100 đôi hoặc là 100 đôi so với 300 đôi nó khác hoàn toàn. Khác cực nhiều luôn. Cái công ty này nó có một điểm oái oăm như thế nhưng mà bên em rất là thích. Thứ nhất, độc quyền, thứ hai là đấy. Hàng có thế ưng thì lấy, không ưng thì thôi. Còn hiện tại cái dòng cũ này không có để mà bán. Nếu mà có để mà bán cho các bác gần 3 triệu một đôi. Đấy. Em nói luôn. Nếu mà có để mà bán thì sẽ gần 3 triệu một đôi. Và nẻ là gần như là vào công ty họ không muốn tiếp chuyện đâu. Công ty này nó có một điểm oai oăm như thế. Còn sắp tới thì các bác thích cái hàng gì? Em sẽ xin chia sẻ luôn. Bên em đang có sẵn F28, F18 sắp sửa trình này và giới thiệu toàn thể các bác. Cùng với đó là B15. Cộng với đó sắp to cộng với bên em xong có nữa là BC212. Đấy, cũng sắp ra nốt rồi. Sắp tới nữa là cũng ra nốt NS600. Đấy. Thôi được rồi, video đến đây là kết thúc nhá. Các bác nào cần cái hàng gì liên hệ trực tiếp với em. Trong suốt thời gian vừa qua các bác mua hàng của em hơi nhiều rồi. Em thấy vui và cân khởi. Cũng chia sẻ với các bác điểm cuối cùng trước khi kết thúc video. Bên em có dòng củ neo NT4432W của Hewell xịn chính hãng, côn dây dẹt côn 44, và cái họng kèn sắp tới bên em nhập về và bán cho các bác cũng như là giao cho các bác trên những cái gấu hình thùng nai dây hoặc thùng hỏa tiễn đều là kèn Trung Quốc xịn, chứ không chơi cái kèn Trung Quốc rẻ tiền nữa, nói thật luôn. Hay là cái kèn Việt Nam nữa. Kèn này nếu các bác mua trên thị trường xịn này, các bác mua phải tầm 400-500 nghìn một đôi, đấy là chuyện bình thường. Còn bên em lấy thì giá nó sẽ rẻ hơn. Kèn này hiện tại bên em lấy là lấy của Trung Quốc, giá vào là xít nữa 300 nghìn một đôi. Xít nữa thì 300 nghìn một đôi. Còn đây chia sẻ luôn với các bác, đây là kèn nai dây của Vina của Việt Nam, nó rẻ hơn. Nhìn cái nhựa nó biết rồi, đúng không? Nhìn nhựa nó biết rồi. Nhìn nhựa nó biết rồi. Được chưa? Một bên thì nó như này, còn một bên thì nó như này. Đấy. Cái này nó liền luôn một khối này, còn cái này nó lại hai ba miếng. Đây là ba miếng nhá. Cái này một miếng, cái này một miếng, cái này một miếng này. Đây cái này lại có hai miếng thôi. Đấy, đây là kèn ba miếng, còn đây là kèn hai miếng. Kèn này thì bọn em lấy buôn nó chỉ tầm 180 một đôi thôi là đắt rồi, còn thường thường nó sẽ rẻ hơn. Còn kèn này thì đã lấy buôn
là vào ăn nhân đôi tiền, xít nữa thì 300.000 một đôi. Xít nữa thì 300.000 một đôi, lấy vào. Đấy, nói luôn các bác là thế. Ok, video đến đây là kết thúc. Các bác nào quan tâm đến sản phẩm gì, liên hệ trực tiếp với em. Bên em giờ nghiên cứu và phát triển thôi, chứ không có chạy theo số lượng linh tinh nữa. Phải nghiên cứu cho ra được cái sản phẩm tốt để các bác ủng hộ thì nó mới đạt được hiệu quả cao. Chứ còn chạy theo thị trường không ăn thua đâu, em nói thật. Còn tin hay không thì tùy các bác. Các bác chưa dùng, chưa trải nghiệm, chưa biết được. Còn các bác đã dùng, đã trải nghiệm thì các bác sẽ nhận thấy là hàng của bên em nó có một điểm khác biệt hoàn toàn so với hàng bên thị trường và trên thị trường đang có. Ok, video đến đây là kết thúc nhé. Các bác nào cần cái gì liên hệ trực tiếp với em. Xin kính chào và hẹn gặp lại.